Khi nhắc tới những tượng đài đường trên của Liên minh Huyền thoại Thế giới, người ta sẽ nghĩ ngay đến những Marine, Impact, The Shine. Nhưng dù cho có tài năng xuất chúng đến đâu, thì họ vẫn luôn phải hứng chịu ý kiến trái chiều của dư luận, kẻ yêu người ghét. Thế nhưng trong lịch sử Liên minh Huyền thoại, có một cái tên cá biệt, độc nhất và hoàn mỹ tới nỗi không có lấy một anti-fan. Và người đó không ai khác, chính là vị vua thống nhất mọi kênh chat, kẻ được cả thế giới tung hô, ngài Park Morgan Ruhan. Nếu trong bóng đá chúng ta có Lord Banner, có God Origi, thì trong Liên minh Huyền thoại, ngài Morgan có vị thế tương tự hai vị kể trên. Anh là biểu tượng bất diệt của LCK, là ông vua không ai của khu vực đường trên, và là một trong những boy one jam nổi tiếng bậc nhất đấu trường Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp với quân bài Renekton. Hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, nhìn nhận xem tại sao ngài Morgan lại được coi là chủ nhân của ca sấu cuồng nộ và khiến một nửa LCK phải khiếp đảm mỗi khi gặp gỡ Morgan. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe cho kênh của Lu, cũng như để lại những bình luận góp ý tích cực ở bên dưới. Cũng như bao tuyển thủ trẻ khác, thời điểm năm 2019-2020, Morgan không có quá nhiều danh tiếng và bắt đầu sự nghiệp của mình ở những đội tuyển nhỏ. Dường như cảm thấy quá dễ dàng nếu như mình xuất phát ở quê nhà, Trung Quốc là nơi anh chọn để du học. Dù không thường xuyên được ra sân trong màu áo của Jindong và WE, song mỗi khi được trao cơ hội, Morgan đều thể hiện ở mức khá tốt. Chỉ tiếc rằng tầm nhìn của những vị huấn luyện viên thời điểm đó quá hạn hẹp, họ đã bỏ qua cơ hội giữ chân một người sẽ trở thành đấng tối cao của tựa game trong tương lai. Danh xưng ngài là một danh từ có tính chất trào phúng, châm biếm dùng để chỉ những tuyển thủ có màn trình diễn báo đời thảm họa. Trước đó chúng ta có ngài Ren, hoặc nổi tiếng hơn chúng ta có ngài So, thần kiếm của siêu tân binh Riffin. Và giờ đây chúng ta lại có Morgan, kẻ ban phước lành cho sống lưng vàng Chu Vi. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Chu Vi trở thành một carry hạng nặng như ngày hôm nay là nhờ vào những ân điển mà Morgan ban phát cho từ những ngày còn sống chung dưới màu áo của đội tuyển Hangul Esports. Mùa xuân 2021 là nơi mà thế giới lần đầu được chứng kiến một trong những siêu năng lực của ngài, đó chính là phù hộ. Ngài đi đường thua tan nát, ôm trụ múa cột, bị đối phương alpha hàm tới hàng trăm chỉ số lính. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mỗi khi ra quân, vị thánh này lại có thể phù hộ cho Hanwalai giành được chiến thắng chung cuộc. Cứ cho ngài ra sân được 10 trận thì Hanwalai đã thắng tới 7 trận, mặc kệ cho Morgan có nằm xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa. Kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3, mùa xuân đầu tiên như vậy cũng coi như thành công đối với Morgan. Mùa hè năm 2021 rực lửa lại tới và Morgan lại càng chứng minh được giá trị của những siêu phép thuật mà mình sở hữu. Lần này không chỉ tự mình làm phế đi mình mà Morgan còn rủ thêm cả Wheeler phế theo, báo hại cho Vi những pha gánh sập xương vai, gãy xương sống. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Morgan cùng những người đồng đội chơi như lên đồng tại giai đoạn vòng loại khu vực cũng như vòng bảng chung kết thế giới. Từng đó đã là quá viên mãn cho năm đầu tiên quay lại Hàn Quốc của Morgan. Dù vậy, chúng ta mãi mãi không thể quên được những màn trình diễn thảm họa mà Morgan đã đem ra, để rồi mãi mãi phải gọi Morgan với một cái tên tôn kính là ngài. Cần phải lưu ý rằng Morgan đã có những highlight để đời khắc ghi tên tuổi, đó là con cơ miêu tốc biến outplay lính siêu kinh điển. Nhưng để cho ra đội hình đó, chính Dev và Chovy là người đã chọn Morgan cùng Wheeler để đồng hành và chinh chiến. Cảm thấy mình đã rèn luyện cho Chovy xong xuôi, tháng 11 năm 2022, Morgan ra đi tìm bến đỗ tiếp theo cho chuyến hành trình của mình, và Brion đã là những kẻ may mắn có được sự cứu rỗi của ngài. Chỉ khác một chỗ, đội tuyển này không còn bất kỳ siêu sao thực thụ nào. Chính vì vậy, không chỉ phù hộ mà Morgan giờ đây phải trực tiếp cắm bàn phím vào và tự mình chơi game để gánh những người đồng đội. Bất chấp So bị out 100 chỉ số lính nhưng vẫn win, ngài vẫn cảm thấy ngứa mắt và phải ra tay. Tất nhiên Morgan không nhân từ như người đồng nghiệp. Ngài chơi cơ miêu là đối thủ sẽ phải tìm cách cấm đi bóng thép mỗi khi đối đầu với Brion. Ngài chọn Ragas thì đối phương cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nhận lấy trận thua tâm phục khẩu phục. Trong trận đấu sinh tử để quyết định xem Brion có thể tiến vào vòng playoff LCK mùa xuân 2022 hay không, đoán xem ai đã là người mang tất cả lách qua khe cửa hẹp. Chẳng ai khác ngoài đại đầy đăng kính của chúng ta. Gây sát thương, ép góc, câu kéo, không có gì là Morgan không làm để giành lấy chiến thắng cho cả đội với quân bài Aatrox. Sự tiến bộ thần kỳ này khiến cho những ai nghiêm túc theo dõi Liên minh Huyền thoại chợt nhận ra rằng Morgan thật sự là viên ngọc thô cần được mài dũa qua thời gian, chứ không chỉ là một cục đất sét cho người ta cười nhạo. Nếu để nói về thứ mà chúng ta ấn tượng về Morgan, đa phần mọi người sẽ trả lời là báo đời, phế vật, run game, tẩu hài. Dẹp hết những cụm từ đó qua một bên đi, đó chỉ là trong quá khứ khi mà ngài còn chưa làm quen lại được với môi trường LCK mà thôi. Quân bài Renekton trữ danh mới là thứ mà đáng được nhắc đến ở đây. Trong suốt sự nghiệp dài 4 năm của mình, Renekton là vị tướng mà Morgan biết nhiều nhất, tổng cộng 59 ván, đạt tỷ lệ thắng lên tới 70%. Đúng vậy, chơi gần 60 ván mà sở hữu tỷ lệ thắng lên tới 70%, một con số khá kinh khủng.
Điều đó chứng tỏ kỹ năng của Morgan không hề kém, mà chỉ là anh đã quá ngợp khi mới lần đầu đặt chân về LCK vào năm 2021 sau những tháng ngày phiêu bạt xứ người. Renaton cũng là vị tướng mà anh sở hữu nhiều highlight nhất trong tất cả những vị tướng mà anh từng chơi. Thời còn ở Trung Quốc, Morgan đã từng xách Renaton ra đẫm cho kết thúc trận đấu với KD08 để tủi nhục. Hoặc trong trận đấu vòng bảng cuối cùng của mùa giải LCK xuân 2022, dù phải đối đầu với DK, nhưng vị trí top lane là bất khả xâm phạm và bản thân Morgan cũng thị phạm cho Budon thấy rằng không phải cứ chơi tay dài là sẽ thắng được tay ngắn. Đã là một quân bài mang tính thương hiệu thì dù có ở trong meta nào đi chăng nữa, những đối thủ trực tiếp của ngài Morgan vẫn sẽ phải luôn tìm cách cấm DK xấu cuồng nộ, tránh việc ngài sẽ giáng thẳng cơn giận vào vị trí top lane phía đối diện. Ngay cả khi vẫn còn mang danh xưng ngài theo ý nghĩa mỉa mai ở Hanwha Esports, đối phương vẫn không thể hoàn toàn chủ quan trước Morgan. Tỷ lệ bị cấm của Renaton lên tới 46% và cũng là vị tướng top lane duy nhất mà đối phương nhắm thẳng vào. Tại sao điều này lại chứng tỏ sức mạnh của Morgan thật sự bị xem nhẹ? Nên nhớ rằng Hanwha Esports khi đó sống hoàn toàn dựa vào hơi thở của Chovy, thỉnh thoảng sẽ có dép hỗ trợ gánh team. Theo lẽ thông thường, dành thêm một lượt cấm vào vị trí đường giữa của Chovy sẽ nâng cao tỷ lệ thắng lên mức tối đa có thể. Nhưng không, đối phương vẫn phải lo sợ quân bài Renaton lọt vào tay Morgan và trở nên không thể kiểm soát. Cách duy nhất là cấm thẳng vào vị trí này, khiến nó trở thành vị tướng bị loại nhiều nhất mỗi khi các đối thủ thi đấu với Hanwha Esports. Trong số 16 ván chọn thần cá sấu, Morgan sở hữu tỷ lệ thắng ấn tượng lên tới 63%. Bước tới năm 2022, khi đã chuyển sang màu áo của Brion, đối phương vẫn không cảm thấy an tâm về Redstone trong tay Morgan. Con số chỉ giảm nhẹ từ 46% xuống 38%, đứng thứ 3 trong tổng số những lượt cấm khi đối đầu với Morgan. Giải thích cho điều này thì 2022 là một năm có khá nhiều biến động ở khu vực đường trên. Nửa đầu năm là sân chơi cho các vị tướng đấu sĩ giàu sát thương gánh độ như Wen, Gangplank. Renaton với chất tướng về lay yếu khó lòng có thể đối chọi lại với những quân bài kể trên nếu như đối thủ thật sự hiểu về kèo chất tướng. Do đó Renaton cũng bớt trở thành mối nguy hiểm. Morgan ý thức rõ về điều này nên 2022 anh không còn chọn cá sấu nhiều nhất nữa, thay vào đó là cô nàng búp bê Wen. Tuy nhiên tỷ lệ thắng lại phản ánh thực tại rằng chỉ có Renaton mới là chân ái của đời ngài. Wen sau 20 ván sở hữu tỷ lệ thắng dưới trung bình 45%, còn cá sấu chỉ được chọn 10 ván nhưng tỷ lệ thắng vẫn giữ ở mức 70%. Đánh 10 ván thẳng tới 7, có lẽ nếu như biết Renaton nhiều hơn thì Morgan cũng đã giúp Brion bay cao hơn trên bảng xếp hạng. Tới thời điểm hiện tại, meta lại một lần nữa thay đổi. Trọng tâm bản đồ giờ đây phần nào chuyển xuống đường dưới sau những chỉnh sửa về sứ giả khe nước và rồng. Vì vậy, những vị tướng đánh cánh yếu tốt có thể tự lực cánh sinh một lần nữa quay lại với meta. Renaton được hưởng lợi từ chính những thay đổi này. Có khả năng hồi phục, có sát thương và có cả độ cơ động. Không hề có lý do gì để không chọn lấy vị tướng này, trừ khi bạn chơi quá kém hoặc là không thể phát huy hết sức mạnh. Như cả gặp nước, Morgan lại được quay trở về với quân bài mà mình yêu thích nhất. Đối phương cũng hiểu rõ điều này nên đã hạn chế hết sức quân bài này có thể lo vào tay của ngài. Con số nhảy vọt từ 38% lên thẳng 70%, tăng gần như gấp đôi. Hai vị tướng xếp sau lần lượt là Rai và Kassadin cũng chỉ chiếm 46%. Có rất nhiều lượt cấm bắt buộc trong meta này như Lucian, Maokai, Sirony. Đối thủ của Brion bỏ qua tất cả và nhắm thẳng vào vị trí của Morgan. Ba mùa giải liên tiếp bị nhắm vào, liệu Morgan có thật sự là một người chơi kém hay không? Câu trả lời đã rõ, vì sẽ chẳng ai muốn nhắm vào một người chơi không có tác dụng làm gì. Họ biết Morgan mạnh ở đâu và họ khắc chế trực tiếp vào vị trí của anh. Trong những trận đấu đã sử dụng cá sấu của mình, Morgan chơi rất đúng những gì mà đồng đội cần ở anh. Anh đi đường theo phong cách tự sinh tự diệt, có nhiều ăn nhiều, không có thì cũng không làm ảnh hưởng gì đến các khu vực còn lại. Thi thoảng Morgan còn có những pha solo kill vô cùng mãn nhãn, khiến cho cả kênh chat vốn thích gây quơ nay lại cùng chung nhịp đập con tim đến lạ. Ngài giờ đây không còn nóng vội trong những tình huống xử lý của mình, không lao vào để đối phương lục da cá sấu một cách vô nghĩa nữa. Ngài bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh để đưa ra những pha xử lý tối ưu nhất. Đôi khi ngài sẽ bế luôn chủ lực của đối phương lên bảng đếm số, lúc lại mặc kệ tất cả để đập bể nhà chính. Chung quy lại vấn đề là ngài làm hết. Sẽ chưa thể khẳng định được liệu Brion có thể tiến xa đến đâu trong mùa giải năm nay, nhưng với màn trình diễn thuyết phục cho đến thời điểm hiện tại, đây là một đội rất đáng để theo dõi, bên cạnh cuộc đua tam mã vốn đã quá quen thuộc với những khán giả cần sự mới lạ. Cá nhân bao quanh chăm Redstone của chúng ta cũng đang đi đúng hướng và có thể phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Anh chả cần phải là một thiên tài được kỳ vọng như Zed hay Kana, cũng không nhất thiết phải vươn tầm huyền thoại như Marine. Morgan chỉ đơn giản là Morgan. Đối thủ cứ việc nhắm tới anh trong giai đoạn đi đường, Morgan chắc chắn cảm thấy ổn với điều này. Vì anh có thể trở thành chỗ dựa cho những người đồng đội trải qua một tuổi thơ êm đềm. Chỉ cần anh xuất hiện trong trận đấu là đối phương đã ngay lập tức phải cấm ngay vị thần cá sấu nếu không muốn bại trận. Và cuối cùng, còn ai có thể đủ sức thống nhất cả kênh chat giống như Morgan đây? Từ một thảm họa biết đi, Morgan với bản tính nhẫn nại, không nề hà khó khăn, đã từng bước phát triển để trở thành một người thủ lĩnh, một chỗ dựa tinh thần dành cho những người đồng đội.
biến một vị tướng trở thành thương hiệu cá nhân là điều không hề dễ và không phải ai cũng đủ sức để làm. Từng đó ví dụ là đủ để chứng minh rằng Morgan không phải là một người chơi tệ. Anh chỉ cần thời gian và sự tin tưởng của những người hâm mộ. Giờ đây chúng ta vẫn thân thương gọi Morgan là ngài, nhưng là bằng thái độ kính phục, chứ không chỉ là những trò đùa châm biếm nhất thời. Và quả thực giờ đây một nửa LCK đang phải khiếp đảm trước sức mạnh của Redstone trong tay ngài. Nếu thấy video này hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, một sub, nhấn vào chuông nhận thông báo và đưa ra những ý tưởng cho video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.